Em lùi này tí nữa. Cùng chúng lại đền cầu mấy thằng rồi đấy. Lùi đây. Rồi nhảy con nào. Mà đưa không quay sang bên nháy bên đi không thấy biết tiền chút chị ạ. Anh em ơi đi kiếm tiền nào này, anh em nhà mình đi kiếm tiền này đấy, kiếm tiền nha. Hôm nay là đây này là đại hội bùn đắp luồng, bùn lớn nhất ở Lào nhá mọi người, bùn lớn nhất ở Lào, nên là mọi người anh em mấy anh em người Lào bạn bè mình họ làm ăn chân chính thì mình lấy cái chữ cộng hưởng của mình lên đây là mời khách nha anh em này. Mà thằng bạn mình này hắn ít tiền này đang thuê cái ốt mẹ nằm ở cuối luôn nên họ chẳng chơi mấy. Đây, mình đang cầu khách nhìn anh em nhìn này, Huyền đâu giải nhảy ấy, đứng lên nhảy vâng, già đứng nhảy lên chứ, đội lên đâu nhảy đây, nhảy lên mấy thằng kia rồi nhanh lên, nhảy lên giờ lên nhảy lên. Ê ê ê ê đây vợ gặp mày chồng đã hả. Này anh em bắt cả bầy lên đi giúp thằng bạn này. Ai ném đúng rồi thế. Đạt ném cho o tang bầy coi nào, ném đi. Ném đi. Nhìn Đạt ném này. Ném cũng ba thì tiêu liên tiếp là được quà nhá mọi người. Thấy chưa? Thấy Đạt ném chưa? Ném cái nữa con. Đạt ném đẳng cấp lắm. Chưa nghe cho chuẩn rồi mới ném. Nhìn rồi mới ném con. Thấy nào cũng ném được mà. Này, mọi người nhìn luôn thể hiện này. Vơi. Vâng, cầm đây. Đây anh em nhá, đứng ra đây tí này anh em ơi, em chỉ cần ba cái này thôi
là anh em đã được phần thưởng rồi, đúng không? Mà là tất cả các bóng đó anh em ném bóng nào cũng được đấy. Nhưng Luân này, Luân thấy là nó dễ ăn thế nào mà mọi người cũng chơi cho thôi này. Luân từng năm video này Luân ném 5 bóng mà 5 bóng liên tiếp luôn nha, sát nhau luôn, không cần là ném nhỏ đâu nè. Họ là thứ bóng nào được Luân này 5 bóng sát liên tiếp. Thôi thôi quay lại. Bác Luân chơi gì cũng đỉnh. Bác Luân chơi gái cũng đỉnh hơn nữa đây. Bóng đeo kít.
này mọi người ném cái đi này, mọi người cái đi nó mạnh, nhiều khi cái đầu này này nó đeo trúng một cái đầu này trúng nó cũng mạnh nó mới nổ. Như đoạn này, đoạn này thì đấy là này, một cái là đấy nhá, hai này, này biểu diễn thật đấy. Đó, thấy là nổ đấy chưa? Đó, thấy chưa? Nổ này. Thấy chưa? Không cần nhìn vẫn nổ. Chưa? Anh em thấy đẳng cấp không? Nổ ra một người. Giảm ảnh chết phân nơ. Giảm ảnh chết phân nơ. Đây. Dơ lên, ba cái 7.000 dơ lên, nhanh lên. Dơ lên, mấy cái bảy giờ cao vợ đứng ở giữa này. Đó, dơ lên. Ba cái 7.000 anh em ơi, đó. Kiếm tiền là cái chi cũng làm, trả tiền là làm hết, anh em công nhận không? Ok cậu cả má. Đâu rồi vợ, bây giờ cao lên. Đấy nhà mình câu khách này. Nãy không có khách nào nhà mình câu về đây này. Sàm ăn chết phân đơ. Sàm ăn chết phân đơ vì non ơi. Ma lìn nè. Có mỗi thằng Đạt đến chơi từ đầu buổi cuối buổi rồi. Sàm ăn chết phân đơ. Sàm ăn chết phân ma đơ ma đơ. Sàm ăn chết phân đơ. Mà đơ, xả màn chết phan. Lìn Hải ơi, lìn lốt. Ơ, nừng lọ. Ô, chỉa lọ. Mà đơ. Câu mấy con đấu em. Bố em câu mấy con nữa à? Mấy con nào? Gái à? Nóng ơi, mà đây. Xả màn chết phan, mà vay. Má vay, bên em nhìn lo nhìn mình rồi ạ. Má vay. Không có vợ là chồng lại chồng nắm tay sang liền luôn. Má vay. Xả màn chết phân đàn ông. Ừ. Đâu. Vợ không có đây rồi chồng lôi sang liền luôn. Tại có vợ nó thấy vợ sợ. Xả màn chết phân đơ. Xả màn chết phân sao? Ờ. Má lìn đơ, xà màn chết phan. Đừng có tưởng vậy chứ, một ngày kiếm vài triệu anh em nhá. Một đêm bèo bèo kiếm vài triệu ấy. Người ta phóng đeo trúng đâu. Cứ phóng thật cái mất 7.000. 7.000 tính tiền Việt là 8.000 Việt. Một đêm cứ kiếm mẹ, đêm mà đồng người là kiếm 100 triệu đấy. Anh em à, nhìn vậy chứ kiếm tiền lắm. Còn người ta phóng trúng thì người ta được cái chai nước này. Chai nước em mua có 2.000. Không trúng thì là được trái nước à, nhưng phải đưa cho mình 17.000 đúng không, đưa cho thằng bạn mình 7.000 thì họ được trái nước mua 2.000 mình vẫn lời 5.000, nhưng họ phóng thật thì mình được cả 7.000 nên mình không bắt họ trái nước nào, họ được coi kẹo bao su đúng không anh em, đường gãng lời mà. Nói chung là ném có trúng cũng lỗ mà ném thật cũng lỗ ấy cha. Để nó biểu diễn tâm này, trong biểu diễn vẫn nữa. Đạt ném thì lại đạt ném ra bộ biểu diễn bộ quay cái nào rồi ném đi, cái biểu diễn nào, ném đấy, đúng rồi, ném cái nữa, được, tiếp cái nữa, được đấy, đạt ném được 3 cái này là hiểu đó, 4 cây nè, biết không, mày ném bóng bóng mà các chú đi lắp liệt đi mà, rồi được rồi, để chú lắp ra. Ra liền. Mời vô trong. Đấy đi với người yêu ấy. Lớp tớp người yêu vả cho. Đây,
Thôi đặt dây đặt. Gớm ơi. Đặt dây đi. Đây, vợ đứng đây. Xe ơi. Qua đứng trước đây con Tâm Huyền này. Đây, lần đứng đây lần ném rồi. Xoay này, xoay này. Chấp điện thoại bật đèn lên, chưa lên. Ờ. Tắt lại tìm vứt đi. Hả? Tắt nha. Mà liền đơ, đâu rồi mấy thằng mày đứng đây để khách đến. Khách thấy mày đứng đâu họ dám đến đâu, họ đứng qua bên kia đó. Mình nép lùi về sau một tí. Khách thấy mình đứng đâu sao họ dám đến. Đây, một bầy em hút ra đứng, gấu đâu rồi. Mà đơ, mà đơ. Vợ cầm ai. Đây, hello anh em này, hôm nay là vẫn trời lớn luôn này. Anh em ai đi chơi buôn tấm luồng là cái anh luôn làm. Ví dụ, luôn nói là ví dụ ở đây là chơi 3 chi tiêu là 7.000. Anh em đến đây chơi mà chơi tiêu đúng là được nước cũng được không? Anh em đến đây chơi mấy 100.000. Cứ thanh toán cho bạn được 100.000. Là đây gặp luôn, luôn còn 200.000. Chơi hết 1 triệu, là luôn được 2 triệu. Đây, luôn cho tiền bạn luôn được lấy. Nên là bây giờ chúng ta chơi ở đây. Cứ ai đến đây ủng hộ, mua sản phẩm ở đây 100.000. Ra luôn cho 200.000 tiền bạn. Chơi lớn vậy luôn đấy, ai ở tấm luồng ghé đây đây. Anh ơi. Lấy chào cái. Đó. Tao ví dụ mà thật mẹ rồi. Hả? Mày này cầm máy này. Huyền đang phỉnh khách nha. Đấy đưa cho họ 3 cái, đưa cho họ 3 cái để họ phóng. Chọn nhón 3 cái. Đấy, cứ anh em nào người Việt nói là em coi được video này, mình coi được video này, mình đến đây mình chơi thì mọi người cứ đến đây chơi. Đấy,
là mọi người chơi ở quán bạn mình này, hết 100.000 là ra luân trải cho 200.000, hết 1.000.000 ra luân trải cho 2.000.000. Chơi đẹp vậy à, chơi lớn chưa? Mọi người đến đây chơi vừa miễn phí về được còn có tiền. Người Việt à? Somebody, không biết vào con nào. Ôi, xin chào mày đúng không? Gái ta đẹp lắm. Vẫn biết xin chào anh em thấy chưa? Đi với vợ, phải bóm mấy con đi rồi. Anh em ơi, vợ luôn đứng đây này, vợ mà không đứng đây luôn bóm mấy con đi vô rồi. Cặp trai này. Đó, Huyền đang phỉnh mấy anh dân tộc mẹ phóng bóng bóng rồi. Vợ ơi, phỉnh ném mày nhiều. Phỉnh đi. Nói ném cái bóng bóng này, ném cái con to này. Vỗ tay đi. Thả bóng là vỗ tay. Chà, vậy mà đi làm ăn. Mẹ đưa ra đây để câu khách mà. Kém không biết. Cứ nói ném chúng cái là vỗ tay. Chê. Mà cố rồi đưa, nói cho anh em gấu tặng em nó thì... Nói là anh ấy ném gấu tặng em. Ngư à. Nói ném gấu tặng em chứ tiền vợ mình kém thật. Đéo biết gì cả, đúng anh em. Bọn đàn ông ta thì dạy gái đúng không? Mà gặp ả như ảo Huyền nữa mẹ. Ngon lành cành đào vậy mà giờ gặp thằng nào nói thằng nào là anh ném bóng tặng em, cái thằng nào chẳng ném. Nè, Huyền thích được hai thằng dân tộc anh em này. Hai thằng này ném từ nãy này. Vỗ tay đi, nó mà trúng là vỗ tay nhá. nói là tươm này lìn tươm lìn tươm. Nói đi, nói là chơi thêm đi. Là đi rồi này. Rốt lắm, câu khỉ. Nói này lìn tươm, xong bắt đầu khi nào nó ném trúng là vỗ tay. Rốt lắm. Thiệt không em đã chơi, anh nói thật chứ đời anh luôn bao giờ phải lừa thằng nào em. Rồi cầm máy ơi, trong phim này. Tỏ này. Anh em yên tâm là thằng người Việt đi qua từ bây giờ luôn. Tao bắt đầu tuyên bố đây. 10 dặn người Việt đi qua tao tóm một em. Chắc chứ rằng phải mất 100.000 tao mới cho mày. Mọi người nhìn luôn coi làm được không nha. Cả cái đêm tăng mình biết là có thằng nào người Việt đi qua như là tao lôi xe lại tao ném. Mà đéo thấy nhỉ. Đợt cuối cùng chi không có ai hết. Lấy này là đi. Này anh em ơi, đông lắm. Nhìn này lớn lắm. Chúc thằng bạn tính mà đoạn mình những cái quá đáng. Anh em này ở Lào là toàn taxi xanh của VinFast trái đây nhá. Đoạn đi đông rồi. Đoạn đi gặp quả Nguyễn Luân thì thôi á. Đoạn đi mà bởi cái trước này. Cái đoạn ta của cháu là chẳng ai cả. Cái này nhẹ mà cũng là thật. Thế là chúng này là đều đúng không? Nhẹ nơi là cũng nơi. Thank you.
gái nha. Lịnh như là xà hẳn đó. Còn hẳn đi. Đi bước mày, bước mày, bước mày, bước mày đâu. Anh đi bài, phải sư một tập sao? Hãy bước mùn bài. Ê, ngay ngài. Ấu, có sao? Ở biển đấy không có. À, tôi có trả đấy. Tôi nghe tôi đến lúc là sao mày. Xả lúc hàng thịt. Tắt qua sân hình này, xả lúc bị đấy. Có không sao á? Này, cô ấy cầm đôi dép xuống rồi. Đi ra quốc về chắc chết à. Chung là đây là bay mua đồ thì tao cho mày mua thẻ. Đây. Đây là siêu thị gọi là chợ trời. Đây. Hứa danh dự mọi người giờ em út luôn đây là 6 7 đứa đây đi luôn đây. 5 6 đứa đi đây. Anh hứa với bay là bây giờ hôm nay bay ưng mua đồ chi cho anh cho mày mua tẹt. Không miễn là không giới hạn nhá. Mua đi. Cho mày mua tẹt đó. Ờ à, chọn đi chọn đi. Ờ à, đây. À. Đây cho vô mua tẹt thằng nào ưng mua mấy chục đôi được. Thì 10 20 đôi lấy bằng tiền có đôi. 20 đôi bằng tiền có đôi cho mua tẹt mà chẳng thằng nào rồi đi quần thì khôn lắm. Quần thì khôn lắm. À, chào anh Luân à. Này, vợ ơi, vợ mua quần áo ủng hộ rồi. À, anh Nhân Anh. Đấy, quay thoải mái. À, em đi Lào mới đi thủ đô Viêng Chăn mà như Nghệ An á. Đi 3 quán là mất đi 4 quán người nhà mình rồi. Biết mình rồi. Này, mọi người cứ đi theo lần lái chim thôi nhá. Tí nữa vô trong là toàn người Việt ở đoạn nên là người Lào với lại ít người Việt thôi này. Đó, còn đây là toàn người Lào linh tinh này. Còn hồi vô người Việt nữa mọi người không nhỉ? 10 người Việt phải cả 10 người biết luôn luôn. Toàn dân ta mà dân Nghệ An ta không mà. Đó. Nhanh lên nhanh đi, bay mua đồ tẹt nha, anh Tình mua tẹt này. Hoa mua tẹt này. Nhanh lại đâu. Mua chi cho anh cho mua tẹt cứ mua đi đây. Chọn đi chọn đi. Đi gần gần lại đây này. Anh làm gì đấy bác? gái này, béo quá. Đúng quá. Đi vào bên trong rồi, đi vào trong rồi. Đi à, đi à, túm lại chỗ đấy, đi cứ đi. Hồi rồi lỡ lạc thì kiếm mệt. Đấm nhau à mày? Đấm nhau à? Hắn làm gì đây? À chụp ảnh, tưởng đấm nhau tao coi tao là trọng tài đó. Tưởng bọn Lào đấm nhau không phải. Huyền ơi, kêu Huyền ơi. Nhanh bơ. Đây có đưa dao kia kìa không? Để ngoài đây họ cho đi vô đâu, súng chật để ngoài hết đấy. Hả? À, có đưa gì đi không? Dao ăn thu đấy. Dao đâu rồi? Cái quần ăn thu. Đưa la để đâu đi? Đưa Huyền là đưa Huyền là. Họ nhìn thấy rồi, các họ nhìn thấy rồi. Đây, đây. À, đi. À, con gái họ cũng khám mà đây vừa khám mà. À thằng mới đi không thì khám mà mình đừng khám hề. Đây công an cũng đủ bảo vệ đàng hoàng đầy đủ hết rồi không? À. Nhanh 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 đi, bữa đi hôm khám này, bình thường khám này. Năm nay mới khám này, hay là chưa ngày chính này chưa khám này. Bình thường vào khám kim ấy. Hôm nay chưa ngày chính này sao anh em, bình thường đông lắm nhá. Mình chưa thấy người đây. Bình thường đây là tổ chức to lắm ở đây. Mua quán đây. Ở mặt mày nè, ở mặt muồng nè. Ở Hà Nội. Hả? Cầm 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 cầm. Hả? Ở tôi đi thùng luôn nè, thùng tôi này.
áo thùng hại chân còn gì đâu. Một sắc, một sắc. Áo tôi đi hại chân. Lấy cái loại dài nếu về nhà ăn rồi. Nó đi này về nhà mà ăn này. Ta nó còn một đứa ở nhà sáng nhau không con. Rốt từ về mà ăn loại này vợ ngúm hai vợ hết. Ok anh ơi. Đây đây. Có thùng hạt khăn là thùng hạt khăn. Tôi đi khải đuôi rồi đấy. Vui sao ạ? Con này mở đây. Mấy quả bị khổ lạnh bắn nghe. Toàn hành trang rồi. Có thùng hạt chứ đấy. Có thùng hạt. Đúng rồi con. Ngủ đấy chú Bông, ngủ đúng rồi. Có biết không? Đứng dưới đây. Đi bỏ con rồi. Con thức gớn rồi. Rồi thức gớn để chấm cho vợ mẹ miếng này. Loại tắc mẹ phần mẹ mình nhận luôn. Quả này hơi éo. Ừ. Ăn đầy rồi. Ăn đầy rồi. Tao về cổng mô nào có. Cổng mô có hết. Hả? Cổng mô không có. Tao Hà Nội. Có ngon. Ngon. Đúng không? Mình chua chua ngọt ngọt ngon nhỉ. Ừ. Thế thì ăn cái quả chua 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 cực mạnh này. Ngon. Ngon luôn. Không? Thấy chưa? Đúng gu hai vợ chồng đã luôn. Người là chim hạ, sản ship à, sản ship là hốc ship, hốc ship là chết chim hạ. Tuần đi nào là bên xén sao, xén sao hạ à, xén sao hạ là xén bẹt chim hạ. Ok, đặt tí chơi cái kia không đặt à. Xén bẹt chim hạ, ông tuần đi nuôi nên lợi ích là so vào đi so xén lại. Mệt rồi. Ở tuần đi thì cái đường là phải đi sòng xén à? Ừ, muốn chơi nó vứt đi, có thì sợ mất. Vậy ăn trà ngon đấy. Mí thùng nhầy áo này, áo cưa mấy, áo thùng sẽ cưa mấy. Quên đưa đôi dép đi, đi đôi guốc đâu hết trơn à. Đưa cái quả xoài đến đâu nữa. Nhít không nhít không, bỏ cái này. Chưa bảo lên cái chiếc sáu. Tôi về nhà cắt được chứ. Không biết là có bọc cái này, có bọc cái này. Để không bọc cái này. Thật ra chọn mấy quả cứng cứng này. Cứng cả mà. Cứng cả mà. Con hai được rồi á. Quay em tới đâu nhỉ? Vô chơi chứ. Chơi tới chính rồi ạ. Chưa bởi chính hả? À? Bình thường có cả đua xe máy với linh tinh đây đông lắm mà. Ngày 9 ngày 15 mà. Thôi bye bye cả nhà để đi vòng